mà tật bệnh của Phai tí này mà không bị truyền ngược vào với lại giọng nói là anh em liên hệ số điện thoại của thằng là 770-825-799 hoặc để thằng bán cho anh em fan gốc không có bị truyền ngược. Lý do thằng chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em. Chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả.